street alone. Her head was down, face locked onto the phone. And I wished I had a number so I could be color unknown. And then I'd tell her to look into my eyes and never let it go. Em sẽ cố gắng đá tốt ở câu lạc bộ cũng như cố gắng lên tuyển, sẽ cố gắng đá thật tốt và phấn đấu hết mình để đưa bóng đá Việt Nam càng ngày càng đi lên. Với em như tập thể đội thì ra sân thì bọn em sẽ cố gắng đá về người mù như cổ động viên thì bọn em sẽ đá về tinh thần cao nhất ạ.